Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 57. Chương 561, Quốc sư Đại Ngu, vấn đạo tông tất diệt. Trong động Thiên Vô Chủ, lão giả mặt đầy nếp nhăn nghe tin tức thuộc hạ truyền đến, đột nhiên đứng lên, khí tức đáng sợ bao trùm từng tấc không gian. Cái gì, Phá Hiểu bị bắt rồi ư? Thuộc hạ thấy quốc sư đại nhân nổi giận, đành cứng rắn nói, đúng vậy, Phá Hiểu tôn giả đã bị đại hạ bắt giữ, vài huynh đệ ẩn núp trong thành Định Tâm mất liên lạc, rất có thể cũng đã bị bắt. Phá Hiểu tôn giả là chiến lực quan trọng để phục hưng Đại Ngu, là một nhát dao chém vào đại hạ. Không ngờ chưa kịp cắt thịt đại hạ thì đã bị đại hạ bắt giữ. Đáng chết, ta đã từng thấy quy tắc của thành Định Tâm, bất khả xâm phạm, người ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra trong thành Định Tâm. Đại hạ không kịp phản ứng mới đúng, ngươi hãy kể chi tiết tin tức mà ngươi nghe được, Phá Hiểu bị phát hiện như thế nào. Tin tức đến quá đột ngột, trong thời gian gấp gáp, thuộc hạ khó có thể dò la thêm tin tức. Phá Hiểu tôn giả bị tông chủ vấn đạo tông, Bất Ngữ đạo nhân phát hiện. Bất Ngữ đạo nhân là tông chủ của một trong ngũ đại tiên môn. Quốc sư từng để ý đến Bất Ngữ đạo nhân, người này hành tung kỳ quái, hắn vẫn luôn không nắm bắt được. Quốc sư đại nhân, thuộc hạ thấy quốc sư lẩm bẩm một mình, liền dừng lại. Không sao, ngươi nói tiếp đi. Bất Ngữ đạo nhân không biết dùng cách gì, phát hiện ra sự khác thường của thành Định Tâm, một mình tiến vào thành Định Tâm, do Bất Ngữ đạo nhân chỉ là hợp thể kỳ. Phá Hiểu tôn giả không quá để tâm. Liên tục mấy ngày, Bất Ngữ đạo nhân chỉ ở trong trà lâu kể chuyện, không có hành động gì khác. Nhưng không biết vì sao, một con hạc giấy chui vào màn trời quy tắc mà Phá Hiểu tôn giả bố trí, khiến màn trời quy tắc xuất hiện lỗ hổng, điều này mới tạo cơ hội cho Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân thi triển kiếm khai thiên môn, chém nát màn trời, giao chiến với Phá Hiểu tôn giả, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, vẫn là tôn giả cao tay hơn một bậc. Đánh bại Bất Ngữ đạo nhân, đúng lúc tôn giả định giết Bất Ngữ đạo nhân thì cửu cung của Lạc Thủy vệ kéo đến, ngăn cản hành động của tôn giả. Ban đầu tôn giả có thể chạy trốn, nhưng không chỉ có một người đến, còn có một vị độ kiếp khác, cùng hơn 30 vị hợp thể của ngũ đại tiên môn, hơn 10 vị hợp thể của triều đình. Quốc sư thở dài, giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, chuyện sau đó không cần nói cũng có thể đoán được. Nhiều tu sĩ ra tay như vậy, Phá Hiểu căn bản không thể trốn thoát, ngay cả tự sát cũng khó. Thuộc hạ phẫn nộ, nếu không có những người này kéo đến, tôn giả chắc chắn có thể chạy thoát. Quốc sư lắc đầu, sự việc không hề đơn giản như tưởng tượng, hãy bình tĩnh phân tích nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Chuyện này có 3 điểm đáng ngờ. 1. Tại sao Bất Ngữ đạo nhân lại vào thành Định Tâm, thực sự là trùng hợp sao? 2. Con hạc giấy chui vào màn trời, như thế nào, khiến màn trời xuất hiện lỗ hổng, người gấp con hạc giấy là ai, tu vi như thế nào? 3. Triều đình và người của tiên môn lại tình cờ xuất hiện ở Ký Châu, là trùng hợp hay là có chủ đích? Cẩn thận suy nghĩ, 3 điểm đáng ngờ này có thể liên kết với nhau. Thuộc hạ tỏ ra thái độ vô cùng cung kính trước mặt quốc sư, không dám ngẩng đầu lên, nhưng thực ra hắn là một lão quái hợp thể chính hiệu. Vào thời kỳ đầu của Đại Ngu là một anh hùng hào kiệt, vô cùng nhạy bén, hắn chỉ bị tin tức bất ngờ làm cho kinh ngạc, giờ được quốc sư chỉ điểm, cũng đã phản ứng lại. Thuộc hạ phân tích theo lời của quốc sư, trước khi Bất Ngữ đạo nhân khi tiến vào thành Định Tâm đã phát hiện Định Tâm thành dị dạng, hắn sớm liên hệ triều đình một phương để bọn hắn mai phục tại xung quanh. Hắn một người tiến vào Định Tâm thành dò xét tình huống, song phương còn làm ước định, nếu như mấy ngày bên trong không có tin tức, ngoài thành người liền dùng giấy hạc mổ phá màn trời. Vài ngày sau, hạc giấy chui vào màn trời, mở màn cho cuộc đại chiến. Quốc sư gật đầu, thủ hạ cũng khá thông minh, nghĩ giống hắn bổ sung thêm vài điểm. Con hạc giấy không giống như thứ mà độ kiếp kỳ có thể thi triển, hẳn là do người cấp bậc bán tiên làm ra. Quốc sư gõ gõ vào ghế, lộ ra vẻ may mắn, lúc đó ở thành Định Tâm, chắc chắn có một người cấp bậc bán tiên tọa trấn. Một bán tiên, 2 độ kiếp kỳ, hơn 40 vị hợp thể, đội hình này là để bắt Phá Hiểu ư, không, đây là đến bắt ta. Quốc sư nói tiếp, ta từng nghiên cứu về Bất Ngữ đạo nhân này, phát hiện ra hắn hành vi kỳ quái, cổ quái, khó nắm bắt, là tông chủ.
tại sao lại mặc kệ vấn đạo tông không quản, ngược lại còn đi khắp nơi du ngoạn, còn đi kể chuyện, đây là chuyện mà tu sĩ hợp thể, trưởng môn một tông có thể làm sao? Thuộc hạ gật đầu, hắn cũng là hợp thể kỳ, cũng là trưởng môn một tông, tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy. Qua chuyện lần này ta mới hiểu rõ mục đích của hắn. Hắn giả vờ đi khắp nơi du ngoạn kể chuyện, thực ra là đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Được quốc sư chỉ điểm, thuộc hạ như bừng tỉnh, trí tuệ của quốc sư quả thực không phải hắn có thể sánh được. Thì ra là vậy. Bất ngữ đạo nhân này, không chỉ bất ngữ đạo nhân, mà cả vấn đạo tông đều là chướng ngại vật phục hưng đại ngu. Chương 562, giết lục dương trước, 1. Thiên tai tôn giả ở đại điển Thanh Châu bị người của vấn đạo tông bắt giữ. Hoàng Minh, người bị đưa vào cản thi tông, bị đệ tử của vấn đạo tông xác định, bệ hạ buộc phải ra tay trước, kế hoạch thất bại, ba người bọn họ mãi đến khi không thể liên lạc được với hắn. Hiện giờ lại có bất ngữ đạo nhân đi khắp nơi tìm tung tích của chúng ta. Mỗi bước chúng ta lên kế hoạch đều có vấn đạo tông cản trở, một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp, ba lần đều như vậy, chứng tỏ vận thế của vấn đạo tông sẽ cản trở vận thế trỗi dậy của Đại Ngu. Vấn đạo tông có lịch sử 12 vạn năm, thành lập vào thời nhà Đại Ngu chúng ta, giờ lại ở khắp nơi chống đối Đại Ngu, đúng là không biết điều. Chẳng lẽ nghĩ rằng đầu nhập vào triều đình, thành lập cái gọi là năm đại tiên môn, liền có thể giữ được tính mạng. Trong ánh mắt quốc sư lộ ra một tia sát khí, khiến thuộc hạ rùng mình. Lần trước quốc sư lộ ra ánh mắt như vậy là 18 vạn năm trước, lúc đó quốc sư bế quan, phần lớn độ kiếp kỳ đều chìm vào giấc ngủ, chờ đợi đại kiếp đến. Có 6 độ kiếp kỳ nhân cơ hội này liên thủ, dã tâm rất lớn, mưu đồ bất chính, muốn thay đổi triều đại. 6 tên độ kiếp kỳ liên thủ, thiên địa cũng vì đó biến sắc, ai có thể địch, một tòa lại một tòa thành trì công phá. Phản quân thế như trẻ tre, một đường hát vang, cuối cùng thậm chí ngay cả hoàng thành đều luân hãm. Đúng lúc này, quốc sư phá quan mà ra, lấy một địch 6, chiếm hết thượng phong, cuối cùng càng đem 6 tên độ kiếp kỳ chém giết từng người một. Lừa giết trăm vạn phản quân, trên không trung ương đại lục khi đó xuất hiện làn mây máu, 3 ngày không tiêu tan. Lần này quốc sư đại nhân định ra tay với vấn đạo tông rồi sao? Thuộc hạ nắm chặt tay, đã đến lúc để vấn đạo tông thấy được cơn thịnh nộ của đại ngu rồi. 6 độ kiếp kỳ đều không phải là đối thủ của quốc sư đại nhân, một vấn đạo tông nho nhỏ, còn có thể chịu được cơn thịnh nộ của quốc sư đại nhân sao? Quốc sư từ từ đứng dậy, như một con thú cổ đại đang ngủ say thức tỉnh, vừa tỉnh dậy đã gầm lên trời đất, phá vỡ hư không, để thế gian thấy được sự khủng khiếp và vĩ đại của con thú khổng lồ. Giọng điệu của hắn quả quyết, ra lệnh cho thuộc hạ, gọi tất cả mọi người, chuẩn bị hành động. Thuộc hạ nhìn quốc sư đại nhân đầy phấn khích, là ra tay với vấn đạo tông sao. Quốc sư nhìn thuộc hạ như nhìn kẻ ngốc, phá hiểu bị bắt, vị trí của động thiên này chắc chắn sẽ bị đại hạ biết, chúng ta đương nhiên phải di chuyển địa điểm. Thuộc hạ, trong động thiên vô chủ mới, các tu sĩ đại ngu lần lượt lấy đồ đạc từ nhẫn chữ vật ra, trang trí cho động thiên mới. Ngay cả cung điện cũng có thể lấy ra từ nhẫn chữ vật, rất nhanh một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đã sừng sững giữa động thiên hoang vắng. Bên cạnh cung điện có một ngôi nhà tranh không mấy bắt mắt, đó là nơi ở của quốc sư. Quốc sư tự xưng là ẩn sĩ, nơi ở vô cùng đơn sơ, khiêm tốn. Quốc sư ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, đôi mắt thâm sâu như giếng cổ, không thấy đáy, toát lên vẻ cao nhân thế ngoại, tính toán mọi việc trong lòng bàn tay. Bây giờ đã an toàn rồi, vấn đạo tông ép ta phải chuyển trận địa, đúng là nhục nhã. Hắn là người như thế nào, quốc chủ thứ hai của Đại Ngu Vương Triều, người kế vị và thúc đẩy thời đại thịnh vượng của Đại Ngu Vương Triều. Và với sự giúp đỡ của hắn, một số hoàng đế Đại Ngu đã trở thành những vị vua thông thái và được thiên hạ kính trọng. Quốc sư đời thứ nhất có 2 đồ đệ ưu tú, đại đệ tử chinh chiến 4 phương, thành lập Đại Ngu Vương Triều. Được hậu thế xưng là ngu đế đời thứ nhất, mà hắn là nhị đệ tử của quốc sư đời thứ nhất. Hắn không chỉ là quốc sư đời thứ hai, mà còn là sư đệ của ngu đế đời đầu, ai trên đời dám bất kính với hắn. Bản thân hắn cũng là một tu sĩ có tu vi vô cùng khủng khiếp, một mình trấn áp 6 vị độ kiếp kỳ. Nguyên nhân của mọi chuyện đều là do bất ngữ đạo nhân làm cục, phá hiểu bị bắt, động thiên vị trí tiết lộ. Ánh mắt của thuộc hạ cũng lộ ra vẻ giận dữ, một tông môn nhỏ bé, dám tranh đấu với vương triều đại ngu bọn họ, vấn đạo tông đáng chết. Ánh mắt quốc sư đầy u ám, phân tích cách đối phó với vấn đạo tông, cho đến nay,
Vấn Đạo Tông đã ba lần cản trở con đường của Đại Ngu Vương triều ta. Tại Thanh Châu Thịnh Điển, một tu sĩ Vấn Đạo Tông ra tay, nhưng dưới sự ảnh hưởng của quốc vận, không thể biết được danh tính của tu sĩ Vấn Đạo Tông này. Việc thứ hai là một đệ tử trẻ tuổi của Kim Đan Kỳ tên là Lục Dương đã tìm ra thân phận của Hoàng Minh, người được đưa vào Cản Thi Tông. Cuối cùng là tông chủ Vấn Đạo Tông Bất Ngữ Đạo Nhân, lấy thân làm cục, bắt được Phá Hiểu. Ba người này nhất định phải chết, bắt đầu từ Lục Dương có địa vị thấp nhất, nếu Đại Ngu chúng ta không ra tay nữa, coi chừng bị Đại Hạ và Đại Càn đang trốn ở rõ nơi nào không biết chê cười. Đại Ngu cùng Đại Càn đều có ý đồ thay thế Đại Hạ, cả hai là quan hệ cạnh tranh, quốc sư nhiều lần tìm kiếm vị trí Đại Càn ẩn thân. Muốn để Đại Càn cùng Đại Hạ đấu lưỡng bại câu thương, Đại Ngu thuận tiện từ đó thu lợi. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, giết Lục Dương trước, 2. Đáng tiếc là không thu hoạch được gì. Quốc sư ra lệnh cho thuộc hạ, ngươi hãy đi điều tra xem tên đệ tử nhỏ tên Lục Dương này hiện đang ở đâu, nếu có thể giết thì giết. Vâng, sau khi thuộc hạ rời đi, quốc sư suy nghĩ, theo tin tức hắn có được, trong trận chiến ở Hán Thủy Thành, đã xuất hiện một thế lực thứ ba. Đó là một người tự xưng là Vô Thượng Đại Thiên Tôn của Thiên Đình Giáo, đã đánh bại Vũ Hữu Đạo ba người. Thiên Đình Giáo này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, Đậu Thiên Tôn lại là ai? Quốc sư học rộng tài cao, cũng đã tìm hiểu rõ ràng về sự phân chia thế lực, nhưng chưa từng nghe nói đến Thiên Đình Giáo, càng không nói đến Đậu Thiên Tôn. Thiên Đình Giáo này giống như đột nhiên xuất hiện vậy, thật kỳ lạ. Tại sao Thiên Đình Giáo lại ra tay ngăn cản Vũ Hữu Đạo, cũng nhắm vào quốc vận? 5 ngày sau, thuộc hạ báo cáo công việc. Tìm thấy Lục Dương rồi sao? Bẩm quốc sư, đúng vậy. Đã giết chưa? Cái này, một tên tu sĩ kim đan, kỳ nhỏ bé, cũng không giết được sao? Quốc sư rõ ràng đã nổi giận, cảm thấy không hài lòng với hiệu suất công việc của thuộc hạ. Nếu đều là thái độ này, Đại Ngu làm sao phục hưng được? Thuộc hạ muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đại nhân, Lục Dương đã lên làm tông chủ tạm quyền rồi. À, quốc sư còn tưởng rằng nghe lầm, mặc dù hắn xem thường Vấn Đạo Tông, nhưng nói thế nào cũng không thể nghèo túng đến một tên tu sĩ kim đan kỳ làm tông chủ đại diện chứ. Hắn không muốn động đến Bất Ngữ Đạo Nhân, chính là vì Bất Ngữ Đạo Nhân là tông chủ, quá nổi bật, động thủ dễ để lộ sơ hở. Hiện tại Lục Dương đã trở thành tông chủ đại diện, nhất định có rất nhiều người bảo vệ hắn, hành động hấp tấp sẽ không khôn ngoan. Theo tin tức mà thuộc hạ điều tra được, chuyện này liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ của Vấn Đạo Tông. Quyền lực của Vấn Đạo Tông thường xuyên bị một tu sĩ tên Vân Chi chiếm giữ. Là tông chủ theo nghĩa thực tế, Vân Chi là đệ tử lớn nhất của Bất Ngữ Đạo Nhân, tu vi không rõ. Bất Ngữ Đạo Nhân không muốn để Vân Chi nắm giữ quyền lực lâu dài nên bản thân đưa ra quyết định để đồ đệ trẻ tuổi của mình là Lục Dương làm tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông. Quốc sư cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn vấn đề quá hời hợt rồi, Lục Dương chỉ là một kim đan kỳ, làm sao có thể tranh giành quyền lực với sư tỷ của mình. Rõ ràng là Vấn Đạo Tông nghĩ tới chuyện chúng ta muốn động thủ với Lục Dương, sớm phong cho Lục Dương làm tông chủ tạm quyền, nhân cơ hội này bảo vệ hắn. Ta hỏi ngươi, lúc Lục Dương trở thành tông chủ tạm quyền, có phải là hắn vừa trở về từ thành Hán Thủy không? Thuộc hạ bị kinh động như gặp thiên nhân, càng ngày càng sùng bái quốc sư, đại nhân minh giám, Lục Dương kia vừa về từ thành Hán Thủy đã lên làm tông chủ tạm quyền. Bọn hắn nguyện đi theo quốc sư, chẳng phải vì quốc sư có tài kinh thiên động địa, tính toán không sót một thứ gì sao? Quốc sư lộ ra vẻ hiểu rõ, hừ, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, đằng sau đều có sự tính toán. Vậy Lục Dương này, giết, nhất định phải giết. Một Vấn Đạo Tông nhỏ bé, cho dù tính toán đến sự trả thù của Đại Ngu Vương triều ta thì thế nào, họ còn có thể bảo vệ được một tu sĩ kim đan kỳ nhỏ bé sao? Ta muốn để Vấn Đạo Tông biết, để thiên hạ biết, trước lực lượng tuyệt đối, mọi sự tính toán đều không đáng một xu. Thuộc hạ nghe vậy thì vô cùng vui mừng, hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ giết chết Lục Dương, Vấn Đạo Tông mặt mày đờ đẫn, tức giận nhưng bất lực. Thuộc hạ còn nghe nói, Vấn Đạo Tông sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tông môn sau 2 tháng nữa. Để kỷ niệm ngày thành lập Vấn Đạo Tông được 12 vạn năm, khi đó sẽ mời rất nhiều thế lực, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà tiến vào. Phòng thủ của Vấn Đạo Tông rất chặt chẽ chu đáo, việc ra vào kiểm tra rất nghiêm ngặt, chỉ có những hoạt,
động lớn như thế này mới có thể hơi lơ là. Còn có chuyện như vậy sao? Ánh mắt quốc sư lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra thiên mệnh thực sự ở Đại Ngu Vương triều chúng ta. Vấn Đạo Tông thành lập được 12 vạn năm, cũng nên diệt vong rồi. Hắn thản nhiên buông một câu, tuyên án tử hình cho Vấn Đạo Tông. Nếu ngay cả Vấn Đạo Tông nhỏ bé cũng không đối phó được, thì Đại Ngu họ còn nói gì đến phục hưng. Lúc này Lục Dương còn chưa biết mình đã bị quốc sư Đại Ngu nhắm vào, đưa vào danh sách tất sát. Thực ra đây là hiểu lầm do thông tin không đối xứng gây ra. Trong Đại hội Thanh Châu, thiên tai tôn giả vốn có thể chạy trốn, nhưng lại bị đại sư tỷ do Lục Dương triệu hồi ra đánh bại. Trong thành Hán Thủy, Vũ Hữu Đạo ba người vốn sắp có được quốc vận, nhưng lại bị bất hủ tiên tử trong cơ thể Lục Dương ra tay ngăn cản, tiện thể bắt giữ ba người Vũ Hữu Đạo. Ở thành Định Tâm, hạc giấy bay về phía Bất Ngữ đạo nhân là do Lục Dương viết. Nếu quốc sư của Đại Ngu biết cả ba chuyện này đều liên quan đến Lục Dương, thì Lục Dương đã sớm có tên trong danh sách tất sát, căn bản không đợi được đến hôm nay. Cho dù Lục Dương biết mình đã có tên trong danh sách tất sát, hắn cũng sẽ không quá để tâm. Hắn bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Đại sư tỷ ngài nói, ta phải làm là tông chủ đại diện, đi hoàng cung họp. Chương 564, Thượng Cổ Tiên Nhân Tụ Hội. Lục Dương đang giả danh ngón tay vàng của bất hủ tiên tử, thực hiện quyền lực của tông chủ tạm quyền, lên kế hoạch cho nội dung lễ kỷ niệm của tông môn. Dù sao thì cũng không thể gọi mọi người đến, cùng nhau ăn uống, tiên tử đọc lời mở đầu, đọc lời bế mạc là kết thúc được. Lễ kỷ niệm 12 vạn năm này diễn ra có vẻ hơi quá nhạt nhẽo, đừng nói đến việc vượt qua ải đại sư tỷ này, ngay cả Lục Dương cũng không thể nào nhìn nổi. Chỉ có thể vượt qua ải bất hủ tiên tử này thôi. Lễ kỷ niệm thì mọi người cùng nhau vui vẻ, làm phức tạp như vậy để làm gì? Bất hủ tiên tử lấy thân mình ra làm ví dụ, khuyên Lục Dương vứt bỏ tư tưởng lạc hậu cho rằng lễ kỷ niệm phải phức tạp của đời sau. Tiệc tụ họp của chúng ta thời thượng cổ còn chẳng phức tạp bằng ngươi, ta muốn nấu cơm thì Kỳ Lân Tiên bọn họ đều bảo đừng làm mệt mình, đừng nấu nữa. Cái gọi là tiệc tụ họp của các vị tiên nhân thời thượng cổ chính là bất hủ tiên tử dùng sức hút cá nhân của mình tập hợp bốn kẻ xui xẻo khác lại với nhau, đôi khi còn có thêm hai người vợ của Kỳ Lân Tiên. Thế thì các ngươi tụ họp để làm gì? Trao đổi tâm đắc tu luyện chứ gì, ngươi cũng biết đấy, lúc đó trên thế gian chỉ có 5 vị tiên nhân chúng ta, rất khó tìm được đạo hữu để trao đổi, mọi người đều rất trân trọng mỗi lần tụ họp. Lúc tụ họp, mọi người đều nói chuyện thoải mái, nghiên cứu công dụng kỳ diệu của đạo quả, tư tưởng va chạm rất dễ nảy sinh ý, tưởng mới, hoặc để lại khảo nghiệm cho người đời sau. Lục Dương gật đầu, lần này nghe có vẻ giống thật, giống như hình ảnh của tiên nhân trong ấn tượng, bàn luận về tiên đạo, khảo nghiệm người đời sau. Cụ thể thì sao? Cụ thể thì chính là ta nghiên cứu cách tự bạo có uy lực lớn nhất. Ứng Thiên Tiên hỏi mọi người còn có thể nghĩ ra được hình phạt nào hiểm độc hơn không? Tuế Nguyệt Tiên nói hắn nghiên cứu ra cách sử dụng Tuế Nguyệt đạo quả mới, hắn lập ra một không gian bí ẩn. Tốc độ trôi chảy của không gian đó khác với bên ngoài, tu luyện một ngày trong không gian đó thì bên ngoài đã trôi qua một năm. Lục Dương trầm mặc, các ngươi đừng có gây họa cho thiên hạ nữa. Hoặc là biên soạn chuyện như thiên đình, Phật môn các loại, ngươi đừng coi thường những câu chuyện này. Đây đều là do năm chúng ta tỉ mỉ biên soạn ra, mỗi câu chuyện đều ẩn chứa đạo lý sâu sắc, có thể khai sáng tư tưởng cho người đời sau. Ứng Thiên Tiên nói như vậy cũng tiện thể để người đời sau nghiên cứu lịch sử thời thượng cổ không rõ ràng, ai trong số họ làm chuyện xấu bên ngoài thì đều có thể che giấu được. Lục Dương cảm thấy Ứng Thiên Tiên cũng là một kẻ tàn nhẫn, dưới sự trợ giúp của bất hủ tiên tử này, vì để duy trì sự uy nghiêm, hắn đã làm không ít chuyện. Chỉ là không biết hắn có biết rằng trong lòng người đời sau, hắn đã trở thành hình tượng thích vợ người, khiến vô số nữ tu mang thai hay không. Bản thân thông cảm cho Ứng Thiên Tiên, cũng hy vọng hắn có thể thông cảm cho mình, khi hắn giết đến cửa thì có thể mở một con mắt nhắm một con mắt với mình, tha cho mình một mạng. Đôi khi cũng chơi trò ném sao, ném đi ném lại, chúng sinh gọi đó là mưa sao băng, coi đó là một loại kỳ tích, nhìn thấy chúng ta ném sao thì ước nguyện. Lục Dương là một người nghe rất tốt, hắn vẫn luôn im lặng lắng nghe bất hủ tiên tử kể về lịch sử thời thượng cổ, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi, nghe đã được nửa canh giờ. Người ta đều nói lịch sử không ngừng lặp lại, làm việc có thể lấy lịch sử làm bài học. Hắn nghiêm túc suy nghĩ về những trải nghiệm tụ họp của các vị tiên thời thượng cổ mà bất hủ tiên tử kể lại,
tìm kiếm xem có chỗ nào đáng để học hỏi không. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận. Hắn đã lãng phí nửa canh giờ. Lúc này đại sư tỷ đi vào động phủ, mặc dù biểu cảm không có gì thay đổi so với ngày thường, vẫn vô cảm như cũ. Nhưng với tư cách là tiểu sư đệ, Lục Dương có tỷ lệ phán đoán biểu cảm vi mô của đại sư tỷ là 50%. Hắn khẳng định đại sư tỷ vào đây là có chuyện. Mặc dù bất hủ tiên tử không có tỷ lệ phán đoán cao như Lục Dương, nhưng nàng cũng đưa ra phán đoán giống vậy. Dù sao thì bản thân làm tông chủ tạm quyền này cũng rất tốt, Vân Nha đầu không có chuyện gì sẽ không đến động phủ. Bất hủ tiên tử nhìn thấy cảnh này thì vô cùng thích thú, nàng làm tông chủ tạm quyền, Lục Dương và Vân Nha đầu chính là cánh tay trái và cánh tay phải của nàng, giúp nàng xử lý công việc. Đại sư tỷ, có chuyện gì không? Bây giờ vẫn là Dương khống chế cơ thể của mình. Ta vừa nhận được tin, hạ đế có một ý tưởng cần thực hiện, hy vọng năm vị môn chủ của tiên môn đến hoàng cung họp. Lục Dương và đại sư tỷ nhìn nhau vài giây, sau đó chỉ tay vào mình một cách không thể tin được, còn tưởng mình nghe nhầm, ta đi ư. Không phải ngươi đi, mà là tiên tử tiền bối đi. Đại sư tỷ nghiêm túc chỉnh lại. Vậy thì còn tốt. Chờ đã, có gì khác nhau đâu. Sao lại không khác, là bản tiên đi họp, không phải ngươi đi. Bất hủ tiên tử tức giận nhìn Lục Dương, nghi ngờ tên khốn này có ý định chiếm quyền. Lục Dương coi tiếng la hét của bất hủ tiên tử như gió thoảng bên tai. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, lần đầu đến Kinh Thành, 1. Mặc dù hắn là đồ đệ nhỏ của Bất Ngữ Đạo Nhân, tiểu sư đệ của Vân Chi, nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, giáo tổ của Bất Hủ Giáo, thiếu giáo chủ của Thiên Đình, ký chủ của Bất Hủ Tiên Tử, kim đan kỳ mạnh nhất, người sáng tạo ra kỷ lục khiêu chiến vượt cấp, là một loạt những thân phận mà ở bên ngoài đều có thể ngang ngược. Nhưng để hắn cùng hạ đế và năm vị môn chủ của tiên môn ngồi họp, bàn bạc chuyện đại sự của chính đạo, thì ít nhiều vẫn cảm thấy hơi chột dạ. Ta sẽ đi cùng ngươi. Cuối cùng đại sư tỷ cũng nói một tin tốt. Lục Dương hơi thở phào nhẹ, ta chỉ là một kim đan kỳ nhỏ bé, có đức hạnh gì mà ngồi cùng với môn chủ của bốn tiên môn khác. Có đại sư tỷ ở bên cạnh trấn giữ thì áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đi thôi. Đi họp cũng không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần người đến là được. Đại sư tỷ bước ra khỏi động phủ, ngẩng đầu nhìn trời. Ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lại, một đám mây mất đi một mảng màu sắc, một đám mây lành xuất hiện dưới chân nàng. Đại tông chủ, mời. Lục Dương bị đoạt xá, bất hủ tiên tử không chút khách khí dùng cơ thể của Lục Dương lên mây. Bất hủ tiên tử đứng trên mây, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía trước, vẻ mặt hờ hững. Vân Nha đầu, xuất phát. Vút. Tường vân đột ngột tăng tốc, bất hủ tiên tử không kịp phản ứng, nhất thời không đứng vững, lăn từ đầu mây xuống đuôi mây, nắm chặt đám mây, nửa thân trên đều lộ ra. Ở bên ngoài nàng mất đi hơn nửa ngày mới một lần nữa bò lại tường vân, phi thường chật vật. Vân Nha đầu, ngươi cố ý. Nàng bĩu môi nhìn chằm chằm vào Vân Chi. Vân Chi lạnh lùng, không, là ngoài ý muốn. Là cố ý, là ngoài ý muốn. Cố ý, ngoài ý muốn. Hả? À. Lục Dương ló đầu ra, cắt ngang cuộc chiến cổ kim tu sĩ sắp nổ ra. Đúng rồi đại sư tỷ, hạ đế có nói lần họp này sẽ làm gì không? Là nói muốn tổ chức một cuộc thi đấu cho các tu sĩ trẻ tuổi, sang chọn lại những người tán công trùng tu. Cái gì? Quốc sư ngẩng đầu, nhìn đám mây lành bay qua đỉnh đầu, đôi mắt nheo lại. Quốc sư đại nhân, ngài làm sao vậy? Người dưới quyền hỏi, muốn thay quốc sư làm việc. Vừa rồi cưỡi đám mây lành đó chính là Lục Dương. Người dưới quyền kinh hãi, cái gì? Vậy thì chúng ta có cần ra tay không? Họ đến gần vấn đạo tông, muốn nghiên cứu một chút về bố cục xung quanh, xem dùng cách nào để trà trộn vào vấn đạo tông, trước tiên hãy dò xét địa hình và lập kế hoạch. Không ngờ vừa đến gần vấn đạo tông, đã nhìn thấy mục tiêu lần này. Quốc sư lắc đầu, có kế hoạch của riêng mình, hiện tại không cần, bây giờ giết Lục Dương thì quá rẻ tiền, phải đợi đại lễ khai mạc thịnh điển, để hắn chết trước mặt bao người. Hắn không chỉ muốn giết Lục Dương, mà còn muốn tiêu diệt vấn đạo tông. Hoàng cung đại hạ hạ đế và bốn vị môn chủ tiên môn ngồi không yên, ngồi không được, đứng cũng không xong, đây là lần đầu tiên gặp tình huống như thế này trong suốt nhiều lần họp. Lục Dương ngồi ở vị trí tông chủ vấn đạo tông, Vân Chi đứng sau Lục Dương,
dáng vẻ như một người dưới quyền. Vân Chi đứng, ai dám ngồi? Bất Hủ tiên tử dám. Dù sao thì người được mời đến họp cũng là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông, Bất Hủ tiên tử mới là tông chủ tạm quyền. Nàng là người đứng đầu Ngũ Tiên Thượng Cổ, ngồi ở đây thì sao? Đừng nói là ngồi ở đây, dù có ngồi trên ngai vàng cũng là chuyện bình thường. Chỉ có Lục Dương ở trong không gian tinh thần là không có lòng dạ rộng lớn như Bất Hủ tiên tử. Là thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất ở Trung ương Đại Lục, là nơi quyền lực tập trung, từ trước đến nay vẫn luôn khiến vô số tu sĩ khao khát. Lục Dương cũng không ngoại lệ, hắn rất mong đợi kinh thành, rất muốn đến kinh thành đi một vòng, xem phong cảnh tu hành khác biệt. Chỉ là hắn không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ban đầu hắn tính là sẽ lặng lẽ tiến vào kinh thành, vô tình hành động khiến hắn bị động rơi vào một âm mưu, giải quyết xong âm mưu, phát hiện mình đang ở trong vòng xoáy tranh đấu chính trị, tranh quyền đoạt thế, tranh đoạt đế vị gì đó, mình thì khéo léo ứng phó, dùng trí tuệ, trong vòng xoáy bảo toàn của mình, cuối cùng hành động của mình kinh động đến hạ đế. Mình vào triều diện thánh, kẻ địch nói không ngừng nghỉ, nói mình thế này thế nọ, có ý mưu phản, vu khống mình, hạ đế phất tay, nhìn kẻ địch một cách sâu xa. Nói mình là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, tuyệt đối không thể nào mưu phản, kẻ địch kinh hãi, quần thần kinh hãi, tu sĩ kinh thành kinh hãi. Mình thuận lý thành chương mà vang danh thiên hạ, đây là quy trình bình thường. Không ngờ mình lại trực tiếp bỏ qua quá trình, đến hoàng cung gặp hạ đế. Vân đạo hữu, ngươi ngồi đi. Hạ đế cười trừ. Vân Chi lắc đầu từ chối, bây giờ ta chỉ là một đệ tử bình thường của Vấn Đạo Tông, làm sao có tư cách ngồi. Vị Lục tông chủ này mới là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông chúng ta. Hạ đế trầm mặc. Hay cho một đệ tử bình thường của Vấn Đạo Tông, vị Lục tông chủ này chính là Lục Dương được nhắc đến trong cuộc họp nửa tháng trước đúng không? Hạ đế cố ý hỏi. Nửa tháng trước vừa nhắc đến Thiên Đình giáo là do một người tên Lục Dương thành lập, là một thanh niên tài tuấn xuất chúng. Hắn không ngờ rằng nửa tháng trôi qua, thanh niên tài tuấn đã hòa nhập đến mức ngang hàng với mình. Chương 566, lần đầu đến kinh thành, 2. Lục Dương ở trong không gian tinh thần lén quan sát hạ đế, vị nhân hoàng này, người đứng đầu chính đạo không giống như lời đồn đại, sát khí đằng đằng, quả quyết. Cũng không giống như trong sách miêu tả có vẻ nho nhã, hai bên tóc hắn đã bạc trắng, gò má hơi hóp lại, đây là biểu hiện của khí huyết không đủ, tinh lực không đủ. Nếu không biết thân phận, sẽ không ai nhìn ra vị hạ đế này được xưng là vạn cổ nhất đế. Có lẽ trước đây hạ đế vừa có sát khí vừa có khí chất của một văn nhân, giờ đây sau khi thọ nguyên hao hụt, đã không còn huy hoàng như trước nữa. Hạ đế ngươi đã quen rồi, Khâu tông chủ thì ngươi cũng quen rồi. Trước khi họp, đại sư tỷ đã giới thiệu với Lục Dương, tiện thể giới thiệu luôn với Bất Hủ tiên tử. Vị này là Lạc Hồng Hà, là đạo hữu, cung chủ Quế Nguyệt Tiên Cung, sư phụ của Lan Đình. Trước đây nàng còn dẫn Lan Đình đến cầu hôn. Lạc Hồng Hà khóe mắt giật giật, lần trước nàng thực sự không phải đến cầu hôn. Nàng thấy Lục Dương trắng trẻo sạch sẽ, tên nhóc này chính là Lục Dương mà Lan Đình ngày đêm mong nhớ, trông cũng không đẹp như Lan Đình miêu tả. Suy nghĩ cảnh Lan Đình trở về từ Đại Điển Thanh Châu, miêu tả Lục Dương lợi hại như thế nào, nàng liền tức giận không thôi. Nàng hư lạnh một tiếng, không cho sắc mặt Lục Dương tốt. Sắc mặt khó coi thế, có phải ăn uống không đúng không? Vị này là tông chủ Trấn Ngục Tông, Dương Đỉnh. Chào ngươi! Dương Đỉnh không có ác ý gì với Lục Dương. Mặc dù Lục Dương là đệ tử của Bất Ngữ đạo nhân, nhưng cũng là sư đệ của Vân Chi, chính tà triệt tiêu, cũng không có ác ý. Vị này là giới sát đại sư của Huyền Không Tự, hiện đang tu hành bế khẩu thiền. Đại sư tỷ giới thiệu người duy nhất vượt qua độ kiếp kỳ trong toàn trường. Giới sát đại sư thân hình khô gầy, chiếc áo cà sa truyền đời của Huyền Không Tự mặc trên người hắn đều trở nên rộng thùng thình, mí mắt hắn rũ xuống, tay cầm chuỗi hạt Phật, gật đầu không nói. Bất Hủ tiên tử hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng gặp cao tăng Phật môn. Không ngờ Phật môn do Ngũ Tiên bọn họ bịa ra lại thực sự để hậu nhân tu luyện ra được thứ gì đó, thậm chí còn có sự sáng tạo trên cơ sở này. Trí tuệ của hậu nhân quả thực không thể coi thường, đều không thua kém nàng. Bất Hủ tiên tử hơi nhíu mày. Sao vậy? Lục Dương hỏi. Có người đang lén lút nhìn trộm nơi này, hẳn là chủ nhân của quốc vận chi lực. Ý thức phản trinh sát của Bất Hủ tiên tử rất mạnh, dù sao cũng là người có thể theo dõi Ngũ Tiên Thượng Cổ. Lục Dương hiểu ra, hẳn là tiên nhân của triều đình đang chú ý đến đây, điều này rất bình thường.
Hạ Đế đang định mở miệng thì thấy đại sư tỷ giành nói trước, sau khi ta trở về tông môn, ta đã bái kiến nhiều vị tiền bối. Trong đó có một vị tiền bối Uyên Bác đã chỉ ra một phương pháp có thể phá vỡ giới hạn thọ nguyên, kéo dài tuổi thọ. Là phương pháp gì? Vài người khác trở về tông môn đều không tìm được cách giúp Hạ Đế giải quyết khó khăn. Thời thượng cổ có một gốc thiên địa linh căn, là cây đào, ăn quả đào có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ là thiên địa linh căn này có thể chạy, giờ không biết chạy đi đâu rồi. Thật sự có chuyện này sao? Vài người động dung đều chưa từng nghe nói đến chuyện thiên địa linh căn, Vấn Đạo Tông quả nhiên có nội tình đáng sợ. Ta sẽ phái người đi tìm. Hạ Đế trước tiên ổn định tinh thần, nói ra chuyện này cũng vô dụng, có tìm được hay không phải xem duyên phận. Hắn nói đến một chuyện quan trọng khác, mưu đồ của tu sĩ Đại Ngu ở Ký Châu đã bị phát hiện, Bất Ngữ đạo nhân của Quý Tông là người đầu tiên phát hiện ra mưu đồ của Đại Ngu. Để cứu giúp bá tánh thấy được ánh dạng đông, lấy thân vào cục, một kiếm khai thiên, phá vỡ quy tắc độ kiếp kỳ của Đại Ngu, chiến đấu với Đại Ngu độ kiếp kỳ, đấu trí đấu dũng với đối phương, đồng thời phát ra tín hiệu, kiên trì đến khi cung chủ Trần Đào và các cao thủ tiên môn đến, cuối cùng giúp Trần Đào cung chủ bắt giữ Đại Ngu độ kiếp kỳ. Động thái này dấy lên một hồi hoan hô, cung chủ Trần Đào và các trưởng lão tiên môn hết lời khen ngợi hành vi của Bất Ngữ đạo nhân, họ vô cùng ngưỡng mộ hắn và muốn khen ngợi hắn. Mọi người sau nhiều lần tìm kiếm, vẫn không thể tìm thấy hắn. Mọi người có mặt đều lộ ra sắc mặt kỳ lạ, bọn họ đều nghe trưởng lão báo cáo chuyện ở Định Tâm Thành, Ký Châu, chuyện này có vẻ hơi khác so với báo cáo của trưởng lão thì phải. Đây là báo cáo ai viết? Khâu Tấn An nghi hoặc, nội gián của Vấn Đạo Tông đã trà trộn vào triều đình rồi sao? Thế mà đều thổi Bất Ngữ đạo nhân lên tận trời rồi. Hạ Đế mặt lạnh nói, chuyện kể dân gian truyền kỳ Vấn Đạo Tông. Khâu Tấn An nghẹn lời. Mọi người cùng nhìn về phía Lục Dương và Vân Chi, ý tứ rất rõ ràng, Bất Ngữ đạo nhân là người của các ngươi, ngày nào cũng bịa đặt gây chuyện, các ngươi nói phải làm sao? Bất Hủ tiên tử thông minh đến mức nào, đối mặt với tình huống này, nàng đưa ra lời nói của Vân Chi, ta là tông chủ tạm quyền do tông chủ bổ nhiệm, không quản được tông chủ. Cho nên ta có thể viết thư, đề nghị tông chủ nhường ngôi cho người hiền, để ta làm tông chủ, như vậy ta có thể quản hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Khánh Điển mừng thọ càng ngày càng náo nhiệt. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc, quả không hổ danh là đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân, mới ở cảnh giới kim đan đã muốn mưu quyền đoạt vị. Ngay cả đại sư tỷ cũng hơi nghiêng đầu nhìn. Lục Dương che mặt, hắn biết ngay là đến kinh đô họp thì chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành. Tiên tử đừng suốt ngày học theo đại sư tỷ, cho dù có thể học được cách nói chuyện của đại sư tỷ thì cũng không học được năng lực của đại sư tỷ đâu. Ngươi muốn làm tông chủ, sư phụ đồng ý thì đại sư tỷ cũng sẽ không đồng ý đâu. Đúng không, đại sư tỷ? Lục Dương quay đầu nhìn đại sư tỷ đang suy tư, dường như đang cân nhắc tính khả thi của đề xuất của tiên tử. Hạ Đế khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề, khụ khụ, không nói đến Bất Ngữ đạo nhân nữa, chúng ta đã biết được vị trí của quốc sư từ miệng của Đại Ngu độ kiếp kỳ. Trần Đào tiên sinh đã ngay lập tức đến đó, đáng tiếc vẫn chậm một bước, quốc sư cùng với thuộc hạ của hắn đã trốn mất, trong động phủ không còn gì cả, ngay cả đất cũng bị cạo sạch bằng nhẫn chữ vật. Hạ Đế bất lực nói, tốc độ của triều đình đã đủ nhanh, đối với phá giả tôn giả thậm chí còn bỏ qua giai đoạn tra tấn dã man, trực tiếp lục soát linh hồn, biết được vị trí của quốc sư trong thời gian nhanh nhất. Nhưng bên phía Đại Ngu cũng không phải dạng vừa, động phủ đẹp đẽ nói bỏ là bỏ, tốc độ chạy trốn không kém gì thỏ khôn đào ba hang của Bất Hủ giáo. Trong tình hình Cửu U giáo bị Thiên Đình giáo lắc lư lừa gạt, hai vị quốc sư của Đại Ngu chắc chắn là mối họa tiềm ẩn lớn nhất hiện nay. Bắt được càng sớm thì áp lực của triều đình càng giảm đi một phần. Lần này gọi mọi người đến chủ yếu là để bàn bạc về vấn đề các tu sĩ cổ đại tán công trùng tu. Trước đây chúng ta đều hướng tầm nhìn vào hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ. Thật trùng hợp, người có liên quan, Lục giáo chủ cũng ở đây. Sau chuyện hoàng minh của Cản Thi Tông, chúng ta phát hiện ra rằng hiểu biết trước đây của chúng ta có sự hiểu lầm. Những tu sĩ cổ đại này vì cơ duyên đại thế, dùng đủ thủ đoạn ác độc, tán công trùng tu loại chuyện này không xác định đều làm được. Bây giờ bọn họ còn rất yếu, không gây ra mối đe dọa, nhưng một khi cho bọn họ thời gian, lớn lên,
Đó chính là một phiền toái lớn. Bọn họ có thể đâm sau lưng vào thời điểm quan trọng nhất, cũng có thể tiết lộ thông tin tình báo cốt lõi. Lạc Hồng Hà khẽ cau mày, cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, chúng ta cũng biết vấn đề, nhưng có cách nào giải quyết không? Hạ Đế triệu tập mọi người, chính là đã có một số ý tưởng. Ta nghĩ ra một cách, ta sẽ ra chỉ dụ, triệu tập các tu sĩ trẻ tuổi trên toàn thiên hạ, tổ chức một cuộc tranh tài lớn, từ cấp thành trì tuyển chọn đến cấp châu. Lại từ cấp châu tuyển chọn đến cả cấp quốc gia, tất cả tu sĩ tuổi trẻ nhất định phải tham gia, bất kỳ cớ gì cũng không thể trở thành lý do. Lấy Thanh Châu làm ví dụ, để Thanh Châu tự tuyển chọn, mỗi cảnh giới chọn ra 30 người, 30 người này đại diện cho trình độ cao nhất của các tu sĩ trẻ tuổi ở Thanh Châu. Sau đó tập hợp các tu sĩ trẻ tuổi của 17 tỉnh lại, tiến hành đại hội, chúng ta sẽ sàng lọc xem ai có khả năng là tu sĩ cổ đại tán công trùng tu. Tu sĩ tán công trùng tu có đặc điểm gì? Họ có kinh nghiệm tu luyện phong phú, những sai lầm mà tu sĩ mắc phải khi tu luyện thì chắc chắn họ sẽ không mắc phải. Cách chiến đấu của họ cũng khác với tu sĩ hiện nay, dựa vào hai điểm này thì có thể phân biệt được. Đây là một cách khả thi, Lạc Hồng Hà có chút không hiểu, nhưng tu sĩ cổ đại sẽ không chịu thua giữa chừng sao, đến trận đấu cấp châu thì cố tình thua, đều không đến được trước mặt chúng ta. Hoàng đế Hạ lắc đầu, nhận thua. Đường đường là hợp thể kỳ cổ đại, sau khi trùng tu đối mặt đồng cấp mà cố ý nhận thua. Tôn nghiêm của bọn hắn không cho phép bọn hắn làm như vậy, nếu nhận thua, ngày sau cho dù tu hành có thành tựu, về mặt tâm cảnh đều có lỗ thủng, không thành tài được. Lục Dương có thể chứng minh, lúc trước khi hắn chiến đấu với Hoàng Minh vì muốn chiến thắng mà đã sử dụng cả chiêu thức tinh thần tiễn vũ, hắn thà để lộ thân phận còn hơn thua trước mình. Tại sao lại là tu sĩ trẻ tuổi, người già không được sao? Tiên tử hơi không hiểu, nhưng không hỏi ra, mà là hỏi nhỏ Lục Dương. Tiên tử nghĩ xem, tu sĩ tán công trùng tu muốn gì, là mỗi cảnh giới đều tu luyện đến mức hoàn hảo. Sau đó tiến vào cảnh giới tiếp theo, làm sao họ có thể chọn một cảnh giới để tu luyện đến già, điều này không có lợi. Có lý, cũng giống như ta nghĩ. Dương Đình suy nghĩ ra lỗ hổng của kế hoạch, vậy thánh chỉ của ngươi vô dụng, tu sĩ tán công trùng tu không đến thì giải quyết thế nào? Gia nhập môn phái thì còn dễ nói, có thánh chỉ, hắn không muốn đi, trưởng lão tông môn cũng sẽ ép hắn đi. Nhưng nếu gặp phải những người tu luyện lại nhưng trốn trong động phủ không tu luyện đến hợp thể kỳ không ra thì làm sao bây giờ? Chương 568, Bất Hủ Tiên Tử Nhổ Cây Nguyệt Quế, 1. Không có cách nào, trốn trong động phủ, ai cũng không phát hiện ra, hạ thánh chỉ gì cũng vô dụng, nhưng tình huống này hẳn là không nhiều, đại hạ đối với họ mà nói là thế giới mới. Họ có thể nhịn được không đến thế giới mới để khám phá, không xem lý thuyết tu luyện mới, không tìm hiểu sự phân bố thế lực, một lòng bế quan. Hơn nữa cho dù bọn họ trốn trong động phủ, hợp thể kỳ tái xuất, cũng chỉ là thêm một tu sĩ hợp thể kỳ, không tiếp xúc được với thông tin tình báo cốt lõi, không có gì đe dọa. Sau khi Hạ Đế giải thích, mọi người cũng thấy phương pháp này không tệ, mặc dù nói không thể tìm được tất cả các tu sĩ cổ đại tán công trùng tu nhưng tìm được một phần cũng tốt. Tiên môn có cử người tham gia không? Các tu sĩ tán công trùng tu đã đạt đến cực hạn ở mọi cảnh giới, tu sĩ bình thường chưa chắc có thể đánh bại được họ. Chúng ta định để những tu sĩ cổ đại này giành chức vô địch sao? Đệ tử tiên môn phải gánh vác. Được. Vừa hay Vấn Đạo Tông sắp tổ chức lễ kỷ niệm, có thể chọn Vấn Đạo Tông làm địa điểm cho trận đại hội cuối cùng, tức là đại hội cấp quốc gia, không biết ý của Lục Tông chủ thế nào. Hạ Đế quay đầu hỏi Lục Dương, đương nhiên không thành vấn đề. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ đồng ý, nàng vừa rồi được Vân Chi tán thành, liền có năng lực. Càng có nhiều người thì lễ kỷ niệm càng sôi động, càng có thể phản ánh đẳng cấp của nàng với tư cách là tông chủ tạm quy. Lạc Hồng Hà nhìn Bất Hủ Tiên Tử mặt mày hớn hở, đề nghị, đúng rồi, Lục tông chủ ở cùng cảnh giới đã đánh bại Hoàng Minh đã tán công trùng tu. Khâu tông chủ cũng khen ngợi ngươi không dứt miệng, không biết Lục tông chủ có nguyện ý lộ ra tuyệt học của ngươi một phen hay không. Nói là so tài, kỳ thực chính là muốn dạy cho Lục Dương một bài học sẽ không quá nặng, Vân Chi cũng sẽ không nói gì. Bất Hủ Tiên Tử lộ ra vẻ mặt phiền muộn, lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy không tốt lắm đâu. Nàng đường đường là tiên nhân, đánh cùng tu sĩ hợp thể kỳ, không phải cùng một đẳng cấp mà. Lạc Hồng Hà hiểu lầm ý của Bất Hủ Tiên Tử, còn tưởng là nói hợp thể kỳ đánh với kim đan kỳ không công bằng.
nàng lấy ra một hộp nhỏ hình tròn từ trong nhẫn chữ vật. Đây là chí bảo của tiên cung, có thể điều chỉnh hai người chúng ta đến cùng một cảnh giới, tuyệt đối công bằng. Bản thân nàng đường đường là cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung, đại tu sĩ hợp thể kỳ đỉnh cấp, coi như điều chỉnh đến cảnh giới giống Lục Dương, vẫn có thể tùy tiện đánh Lục Dương như thường. Lục Dương có thể đánh bại tu sĩ tán công trùng thì thế nào? Tu sĩ không có nền tảng vững chắc mới làm như vậy, nàng mạnh hơn nhiều so với những tu sĩ tán công trùng tu kia. Vậy thì tới, Bất Hủ Tiên Tử háo hức muốn thử, không sợ Lạc Hồng Hà khiêu chiến. Từ khi xuất đạo cho đến nay, nàng tung hoành khắp thượng cổ 16 năm, liên tục chiến thắng. Khiêu chiến vượt cấp càng là chuyện thường tình, nàng còn là người sáng tạo ra vô địch đan. Nói về chiến đấu, nàng không sợ bất kỳ ai. Ngay cả Vân Chi cũng không ngoại lệ. Mọi người không có ý ngăn cản, ngược lại còn thấy chuyện này khá thú vị, nhường chỗ cho Lạc Hồng Hà và Bất Hủ Tiên Tử phát huy. Mọi người đều muốn xem thực lực của Lục Dương rốt cuộc là bao nhiêu, ngay cả Khâu Tấn An cũng không ngoại lệ. Lúc trước khi Lục Dương và Hoàng Minh chiến đấu, Khâu Tấn An đã cảm thấy Lục Dương chưa hoàn toàn bộc lộ hết, hẳn là còn những lá bài tẩy khác. Lạc Hồng Hà mở chiếc hộp tròn nhỏ, đây là bảo vật được luyện chế từ chiếc sừng độc nhất vô nhị của Kỳ Lân, tên là Câu Quang Bảo Hạp. Lạc Hồng Hà thúc giục khẩu quyết truyền từ tổ tiên, thúc giục Câu Quang bảo hạp bắn ra hai luồng sáng, một luồng chiếu vào chính nàng, một luồng chiếu vào Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử vừa định xua tan luồng sáng thì nghe Lạc Hồng Hà nói, đừng chống cự, bảo hạp có thể điều chỉnh cảnh giới của ngươi và ta đến cùng một cấp độ. Bất Hủ Tiên Tử nghe vậy, nể mặt Lạc Hồng Hà, không chống cự nữa. Vù một tiếng, hai người bị bảo hạp hút vào trong. Bên trong Câu Quang bảo hạp là một không gian rộng lớn vô biên, môi trường trong bảo hạp cũng có thể tùy ý thay đổi theo ý đồ của người chế tạo. Núi, sông, hồ, biển đều có thể thay đổi, dùng để chiến đấu ở đủ các hoàn cảnh. Vào khoảnh khắc bước vào bảo hạp, cảnh giới của Lạc Hồng Hà cũng theo đó mà thay đổi, không ngừng hạ xuống, từ hợp thể kỳ, luyện hư kỳ, hóa thần kỳ liên tục hạ xuống kim đan trung kỳ. Cường độ thân thể và tinh thần lực của nàng cũng theo đó mà điều chỉnh. Kim đan trung kỳ à, cảnh giới này đúng là khiến người ta hoài niệm. Lạc Hồng Hà mỉm cười, năm xưa nàng cũng là thiên kiêu tuyệt thế, không có đối thủ trên đời, cung cấp nhìn thấy nàng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Bây giờ nàng mang theo kinh nghiệm hợp thể kỳ, trở về kim đan trung kỳ, ai có thể địch nổi. Bắt đầu, Lạc Hồng Hà ném ra một viên hạt giống, thi triển. Trùng thụ quyết, hạt giống mọc dễ nảy mầm, một gốc cây nguyệt quế duyên dáng yêu kiều, lá cây lay động, tản ra sinh cơ bừng bừng. Cây nguyệt quế có thể mang lại cho nàng lực lượng liên tục không ngừng, minh nguyệt treo cao. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, Bất Hủ Tiên Tử nhổ cây nguyệt quế, 2. Mỗi một tia ánh sáng đều có uy lực không tầm thường, kim đan kỳ bình thường bị ánh sáng đập trúng một cái sẽ bị thương nặng, mất đi khả năng chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử khéo léo né tránh, bước chân nhẹ nhàng, giống như một chú mèo nhỏ, thân thể hơi rung lên, có thể né tránh được công kích của ảnh trăng. Đây là khi nàng chiến đấu với Kỳ Lân Tiên, thấy thân pháp của Kỳ Lân Tiên nhanh nhẹn, nhảy lên nhảy xuống, có thể miễn cưỡng né được vài lần công kích của mình. Rất khó khăn, ngược lại nhìn về phía Ứng Thiên Tiên bên kia, chỉ biết cứng rắn chống đỡ, bước chân hơi kém hơn một chút. Nàng có chút cảm ứng, để tâm quan sát quỹ đạo di chuyển của Kỳ Lân Tiên, suy diễn ra Kỳ Lân Bộ. Lạc Hồng Hà thấy mãi không đánh trúng được Bất Hủ Tiên Tử, hai tay kết ấn, thế tay thay đổi, từng chùm ánh sáng rơi như mưa, vô biên vô tận, liên miên không dứt. Đối mặt với đòn tấn công không thể tránh khỏi, Bất Hủ Tiên Tử dậm chân, hoàng thổ dưới chân giống như sóng. Gợn sóng nhấp nhô, cái này chồng lên nhau, cái kia tạo thành một cơn sóng thần bằng hoàng thổ, gầm rú hướng tới. Ngược lại là muốn ở trước khi ánh sáng rơi xuống, trước tiên bao phủ nàng. Nàng duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào hoàng thổ trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, không còn di chuyển nữa, chặn đứng quang vũ. Chỉ địa thành cương, Lạc Hồng Hà kinh hô, không ngờ Lục Dương lại sử dụng chiêu này. Ngay sau đó nàng cười lạnh một tiếng, biết sử dụng cổ pháp thuật thì thế nào, nguyệt lạc nhân gian. Mặt trăng ầm một tiếng rơi xuống, đập vào Bất Hủ Tiên Tử, va chạm với hoàng thổ thép tao nên ngàn tầng bụi đất. Bụi đất lắng xuống tan đi,
Lạc Hồng Hà tìm kiếm bóng dáng Lục Dương, không có kết quả. Không đúng, hắn ở dưới đất. Kinh nghiệm chiến đấu của Lạc Hồng Hà phong phú đến mức nào, khi còn trẻ nàng thường xuyên bị Khâu Tấn An dùng chiêu này đánh lén, quen tay, trong thời gian ngắn nhất có thể đưa ra phản ứng. Bất Hủ Tiên Tử thi triển là thuật độn thổ chính hiệu, hiệu quả không kém gì xúc địa của Lục Dương. Lạc Hồng Hà đột nhiên nhảy lên không trung, như vậy dù Lục Dương tấn công lén từ hướng nào, nàng cũng có cơ hội né tránh. Minh Nguyệt treo cao. Một vầng trăng sáng một lần nữa treo lơ lửng trên bầu trời, chỉ cần Lục Dương dám ló đầu, sẽ lại phải hứng chịu công kích của ánh trăng. Ầm. Bất Hủ Tiên Tử chui ra khỏi mặt đất, nhưng không phải là tấn công Lạc Hồng Hà, mà là tấn công cây Nguyệt Quế mà Lạc Hồng Hà trồng ngay từ đầu trận chiến. Pháp lực mà Lạc Hồng Hà cần cho đòn tấn công này không phải là kim đan trung kỳ có thể duy trì, ngay cả Lục Dương cũng miễn cưỡng. Vậy thì đáp án đã rất rõ ràng, chính là cây Nguyệt Quế đang cung cấp cho Lạc Hồng Hà lực lượng liên tục không ngừng. Đây thực ra là kỹ thuật chiến đấu thường dùng của Nguyệt Quế Tiên Cung, đệ tử Nguyên Anh kỳ mới có thể thành thạo. Ngay cả Lan Đình cũng không thể thi triển, Lạc Hồng Hà dựa vào kinh nghiệm phong phú, thi triển ra ở kim đan kỳ. Lạc Hồng Hà có chút căng thẳng, không ngờ ý thức của đối phương lại mạnh mẽ như vậy, nhanh chóng phân tích ra điểm yếu, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Cây Nguyệt Quế không có sức tấn công, đặc điểm của nó chỉ có hai, một là cung cấp linh lực cho người thi pháp, hai là sức phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ. Ngay cả khi Lục Dương nắm giữ vài loại pháp thuật tấn công cực mạnh, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của cây Nguyệt Quế. Cũng khá cứng. Bất Hủ Tiên Tử tùy ý đấm một quyền vào cây Nguyệt Quế chỉ rung rung thân cây, lá cây cũng không rụng một mảnh. Xem ra phải dùng một chút thủ đoạn rồi. Bách Thảo Khô Quyền. Nàng để tu luyện tiên tử quyền pháp, đã học được hàng vạn loại quyền pháp thảo dược. Nàng từ những quyền pháp thảo dược này đã lĩnh ngộ ra một loại quyền pháp nhánh, chuyên khắc chế linh thảo. Quyền này vừa ra, bách thảo héo úa, cỏ cây không mọc, nên gọi là Bách Thảo Khô Quyền. Cây Nguyệt Quế bị đấm một quyền, lá cây khô héo, cành cây khô héo, trong chớp mắt đã chết khô. Phụt, Lạc Hồng Hà đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, là phản phệ từ Nguyệt Quế thụ. Nàng không ngờ đối phương chỉ một quyền đã đánh chết cây Nguyệt Quế, đây là quyền pháp gì. Nhưng dù không có cây Nguyệt Quế, nàng cũng không thể thua một hậu bối được. Lạc Hồng Hà từ trên cao lao xuống, Bất Hủ Tiên Tử nhổ cây Nguyệt Quế, đối mặt với Lạc Hồng Hà. Chính là một cây, trực tiếp đập cho nàng choáng váng. Hoàng Cung, một nhóm đại năng chính đạo vây quanh Bảo Hạp bàn luận sôi nổi. Ngươi nói xem hai người họ ai có thể thắng. Những người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong Bảo Hạp, chỉ có thể đoán. Hồng Hà đi, nàng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không phải những người hợp thể kỳ tán công trùng tu kia có thể so sánh được, Lục Dương chỉ là một hậu bối, đánh thế nào? Dương Đỉnh xoa cằm đoán, ta cũng nghĩ vậy, Hạ Đế phụ họa. Lục Dương cũng không phải lờ không có khả năng chiến thắng. Khâu Tấn An không dám nói quá đầy đủ, dù sao cũng là sư đệ nhỏ do Vân Chi dạy dỗ, không chừng có thể thi triển được pháp thuật gì đó. Nhanh nhìn kìa, Bảo Hạp phát sáng, sắp phân thắng bại rồi. Ầm ầm. Lạc Hồng Hà lấy tư thế bay ngược ra khỏi hộp báu, mắt hoa lên, đầy miệng lá cây. Chương 570, Bất Hủ Tiên Tử đấu với môn chủ tứ đại tiên môn. Là đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Dương Đỉnh giật mình, vừa nói xong Lạc Hồng Hà chắc chắn sẽ đánh bại Lục Dương, sao lại bị đánh ra ngoài? Tư thế không được đẹp mắt lắm, đầy miệng lá cây khô héo, trên tóc cũng có không ít cành cây lá cây, giống như đâm vào cây vậy. Phỉ, không sao, chỉ là bất cẩn bị cây đập trúng một cái. Lạc Hồng Hà nhổ lá cây trong miệng ra, vết thương trên người hồi phục, sau khi rời khỏi Bảo Hạp, nàng ta trở về hợp thể kỳ, bị cây đập trúng. Khâu Tấn An băn khoăn, cây cối bình thường không thể làm Lạc Hồng Hà bị thương, Lục Dương thi triển chủng thụ quyết, dùng cây cối làm thủ đoạn tấn công. Khâu Tấn An biết rằng Nguyệt Quế Tiên Cung có truyền thống chiến đấu bằng cây Nguyệt Quế, cũng biết sức phòng thủ kinh người của cây Nguyệt Quế. Căn bản không nghĩ rằng có người có thể nhổ được cây Nguyệt Quế trong lúc chiến đấu, đây quả là một kỳ tích. Tên hậu bối gọi là Lục Dương này có chút kỳ quái, ta vô tình không đề phòng hắn. Lạc Hồng Hà tức giận nói, nếu không phải cây Nguyệt Quế đột nhiên héo úa, thì nàng ta cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy. Giỏi như vậy sao? Không phải ngươi khinh địch, bị hậu bối bắt lấy cơ hội chứ? Dương Đỉnh nghi ngờ nhìn Lạc Hồng Hà,
Hồi còn trẻ Lạc Hồng Hà đã khinh địch, đã nhiều lần lật thuyền trong mương. Có bản lĩnh thì ngươi thử xem. Lạc Hồng Hà tức giận. Thử thì thử. Dương Đình không tin tà, Lạc Hồng Hà có thói quen khinh địch, còn hắn thì không. Hơn nữa, thứ như chiến văn này càng dùng càng thành thạo. Bây giờ hắn sử dụng chiến văn của Kim Đan Kỳ, chiêu thức thay đổi, ứng địch, uy lực còn mạnh hơn cả kiếm tu. Bảo hạp bắn ra một luồng sáng, bao phủ lấy Dương Đình. Dương Đình biết cách sử dụng câu quang bảo hạp, không phản kháng, thuận lợi tiến vào bảo hạp, hạ cấp thành Kim Đan Kỳ. Dương đạo hữu hẳn có thể thắng. Hạ đế gật đầu, không giống như Nguyệt Quế Tiên Cung nửa ẩn nửa hiện. Các đệ tử của Trấn Ngục Tông thường xuyên ra ngoài trừng gian trừ bạo, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu còn cao hơn Lạc Hồng Hà một bậc. Thêm vào đó là pháp tu luyện chiến văn độc đáo, khiến Dương Đình càng đè thấp cảnh giới, chiến lực càng cao. Đúng là như vậy. Khâu Tấn An vẫn rất tin tưởng Dương Đình, Lục Dương có mạnh đến mấy cũng không thể đánh bại Dương Đình. Trong số những người có mặt, chỉ có Giới Sát đại sư và đại sư tỷ im lặng không nói. Vút. Bảo hạp run lên một cái, Dương Đình ngã ra, mất kiểm soát cả thăng bằng, đầu đập mạnh xuống đất. Mẹ kiếp, đây là cách đánh gì vậy? Dương Đình chửi ầm lên, phẫn nộ bất bình, cả đời hắn chưa từng đánh nhau nhục nhã như vậy, đối phương giống như đã tính toán kỹ càng. Từng bước của hắn đều nằm trong dự liệu của đối phương, đánh nhau là tự mình rơi vào nhịp điệu của đối phương, trong tình huống này, đương nhiên là thất bại. Mà tóc của ngươi đâu? Khâu Tấn An sắc mặt kỳ lạ, lúc Dương Đình vào còn một đầu tóc đen, lúc ra chỉ còn lại một đầu. Hắn là cố tình hỏi vậy, lúc Lục Dương đánh Hoàng Minh đã thi triển La Hán quyền thì hắn có mặt ở đó. Ta chưa từng thấy quyền pháp vô liêm sỉ như vậy, đánh người thì thôi đi, còn rụng tóc nữa. Dương Đình sờ đầu bóng loáng, vô cùng tức giận. Hắn phối hợp với hình xăm trên người, trông giống như một ông trùm băng đảng vượt ngục, đủ thứ chuyện xấu đổ lên đầu hắn, người ngoài sẽ không thấy hắn vô tội. Đây là quyền pháp hợp nhất La Hán quyền. Đại sư tỷ ở bên cạnh giải thích, Giới Sát đại sư nghe xong mắt sáng lên. La Hán quyền, hay là quyền pháp hợp nhất, La Hán quyền có thể rụng tóc. Tại sao một mầm non tốt như vậy lại không đến Huyền Không tự của ta, ngược lại để tên yêu nghiệt bất ngữ đạo nhân này nhặt được? Quyền pháp hợp nhất, chẳng trách. Dương Đình bực bội, nghĩ như vậy, quả thực giống như quyền pháp hợp nhất, chỉ là hiệu ứng của pháp thuật này quá kỳ lạ, hắn không phản ứng kịp. Đúng rồi lão Khâu, Lục Dương đang la hét bảo ngươi cũng vào chịu đòn. Dương Đình nhớ ra, cười xấu xa với Khâu Tấn An. Tên Lục Dương này nói ngươi cũng chỉ là tu vi cao hơn một chút, nếu cùng cấp độ, đánh ngươi đánh như cháu trai. Hắn chán sống rồi. Khâu Tấn An nổi giận, có Lạc Hồng Hà và Dương Đình làm gương trước, cho dù là hắn cũng không chắc có thể đánh bại Lục Dương, hắn không muốn ra tay. Nhưng Lục Dương đã nói như vậy, hắn còn không ra tay thì còn có thể làm gì được nữa. Khâu Tấn An hắn cũng là người trọng thể diện. Bảo hạp bắn ra một luồng sáng, Khâu Tấn An tiến vào bảo hạp. Sao Dương Đình tông chủ lại đột nhiên xuất hiện? Lục Dương băn khoăn, vừa rồi Bất Hủ tiên tử dùng thân thể của mình đánh bại Lạc Hồng Hà, đang ở nguyên chỗ hồi phục thể lực, thì thấy Dương Đình tông chủ từ trên trời giáng xuống, muốn đơn đấu với mình. Bất Hủ tiên tử trực tiếp sử dụng vô địch đan, theo lời khuyên của vô địch đan, đánh cho Dương Đình tông chủ liên tục bại lui. Cuối cùng còn theo lời khuyên của vô địch đan, giao quyền kiểm soát cơ thể cho mình, để mình thi triển La Hán quyền, từ đó đạt được hiệu quả tấn công kép cả về thể xác lẫn tinh thần. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.